Xin chào cả nhà. Hôm nay hai chồng tiếp tục đi cắm câu. Chào cả nhà. Hôm nay cắm tiếp. Nhìn thấy mề quá. Khu vực này có gia thận. Bình thế này sao nó héo rồi ta? Còn hổm đi xuống này tươi lắm. Héo hết rồi. Xe chạy dập dìu. Người nhái dế. Móc vô luôn à? Thôi móc gì mồi nó không ngon. Đi cái đâu móc cái đó. Đi đâu móc cái đó đi. Chiều mua 20 ngàn. Cần thì cần cũ, mua đợt trước. Cắm về không rửa cây gì hay luôn mà, thấy không? Không cũng cái chỗ này là cái chỗ sức khác nè cả nhà. Mà cắm chỗ này hai chồng không cắm đổ lên. Không, bây giờ cắm đổ xuống. Không, cắm ngay cầu này. Ngay cầu này cắm dài lên trển. Giờ mình cắm ngược ở đây. Cắm dài lên đây. Rồi, tiếp tục tối rồi. Đi, dài đi cắm đi. Đập ít thôi. Lấy nữa hả? Ừ. Đập ít đây cắm mấy cây đây lắc lại đây kia đi xe. Cắm á. Có một lỗ huyền thoại nè. Vừa cắm xong là quay về ngay này dính trước nè. Còn cá 1 kg nè. Lỗ này nè. Nhà máy anh cắm ra. Chiều xuống đây gió mát yên tĩnh anh ha. Lão huyền thoại. Đi cắm xong hồi cắm hai chồng cắm xong quay lại đây có nào dính con nữa. Thôi chứ. Y như hổm. Này dây, nhìn này dây nó ngon hơn. Lục bình kỳ anh, nó già rồi nó héo. Héo hết đám luôn ạ. Tự nhiên cái nhà kìa kìa, ai xịt thuốc gì không? Cái kinh này ta xịt thuốc làm chi? Tự móc tự đi cắm thì mồi nó ngon hơn nhưng mà cắm chậm lắm. Mình móc sẵn mình đi cắm. Này em móc cho anh cắm cho lẹ. Thì nó lẹ nhưng mà mồi nó mình móc rồi cái mình móc vô đây nè, nó bị đứt rồi. Đây, cây nó đi, em đi lượt lên. Nay đi xuống sớm hơn hổm cắm sớm hơn hổm chút hổm cắm xong tới thui. Nay cắm xong cũng tối chứ đâu. Đã hơn hổm anh hổm cắm xong còn 7 giờ. Nay hai chồng đi sớm hơn hổm gì chứ.
về ngược lại đi, đi đắng hồi không đánh nữa. Cái lỗ này không có cắm chưa anh? Quá trời nước. Ruộng dưới đây thấy nước mưa ngập quá chừng. Mưa nước quá trời ngập lúc. Kinh này lên nước quá trời, hẳn đâu có nước dữ vậy. Vừa đi vừa tắm thì móc nghỉ lâu lắm. Nhưng mà mồi nó ngon. Mồi cũng còn ngon. Vừa móc sẵn nó móc vô cái hầm. Hồi hầm đợt trước em anh đi móc sẵn cái nó xúc ra đó phải không? Mồi xúc ra. Mồi xúc ra đó, không ngon. Có dính nè, ông xã ra thấy có dính rồi cả nhà ơi. Chưa tới giờ thăm, tính hai chồng tính 8 giờ mới thăm. Mà anh ra anh coi cái cây này cắm ngay cầu nè, cái chỗ mà mới xuất phát nè, dính luôn rồi. Hai chồng em gỡ lên để nó sảy. Ủa, gỡ lên rồi hồi 8 giờ em đi thăm luôn. Mày cần nhiệt nhiệt nhiệt. Vừa hả? Ừ. Đó, đó cái đề. Nè. Đó. À, nó nằm. Nằm phải không? À, nó làm giặt anh làm không? Quên. Đi làm có ngày có nhớ đâu. Làm giặt giấc rồi. Ừ, cái đề nè. Ông quay cho anh đất đi. Chưa tới giờ thăm mà dính cây đi đi gỡ luôn. Đó. Con này nhỏ. Ê ê ê. Nó còn xíu nữa rớt. Xíu nó xảy rồi. Con này có cái vợt cái anh vớt dưới lên cái là gì? Còn mai. Con này cũng nhỏ. Nó không bự. Còn hên quá. Bịt bịt ghế rồi. Nè, em cầm nè. Giục đẩy đó đi, cắm lại đi rồi. Bắt nó lên. Hên quá, nhưng thiếu thì tẩy rồi. Chưa tới giờ thăm định đi ra rồi cái thấy dính luôn à. Nó bắt nó lên thì nó sảy. Ủa 8 giờ mới thăm lên. Lượng con đầu tiên rất nhỏ. Có cá là có lý rồi. Cá là ngon à. Lạnh không anh? Hả? Lạnh không? Lạnh không, lạnh. Ờ, chiều giờ mình mấy ướt ngon ngót luôn. Rồi, bắt em lên túi đi. Chừng ngành đâm anh á. Rớt cả mũi luôn. Nhái hả? Bắt nhái gì mà cắm cá lóc? Dính nè, dính nè. Dính không? Dính. À, dính con nữa cả nhà ơi. Cẩn thận ở nhà xem. Đi thăm thử rồi dính luôn. Đâu, nhịp 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 trời ơi, nhịp nhịp nhìn thấy vui. Nè, cái gì anh? Nè, cả nhà thấy con câu nhịp không? Đó, đó. Thấy cảnh này, thanh cảnh này vui lắm. Từ từ anh, từ từ anh. Ok. Trời nhỏ. Trời. Nhỏ hơn con mới nãy nữa. Có được rồi. Kệ có được rồi. Có là mừng rồi. Con này nhỏ hơn con mới nãy. Rồi này chưa tới giờ thăm mà. Giờ thăm mà dính luôn. Thăm thử vòng vòng mấy cây vòng vòng ở đây dính vậy được rồi.
ớt riêu. Con này có ớt ngon lắm anh. Quá trời ớt kêu luôn cả nhà nghe không? Mấy nước này cá này cũng nhiều lắm này cả nhà. Nãy giờ sang bắt được mấy con rô rồi. Đây cá lên đường này nè. Cái sạc. Có mấy cái rô đây nè. Thấy mấy cái rô bự lắm. Chạy vô tới đây luôn rồi. Sạc nhiều lắm, mấy cái rô bự đây nè. Gì? Cái rô đó. Đó. Rô ba ấy từ. Rồi. Rô bự. Nó mới trốn từ chụp á. Túm loại. Túm loại từ đó. Đó. Da trời nó đâm ạ. Cua nè. Cái rô. Cái rô đã đi cao rồi. Nó trời ơi cái rô. Thấy nó nằm, nó đông ở cua nè, ở cua đồng. Đã quá. Đó, trời ơi. Ôi, nhái quá trời nhái luôn, ở nhà nó đã trời nhái luôn. Rồi bỏ vô đi, cua đồng lụm luôn. Nó đâm hả? Cua nè, ở cua. Đó, ở cua đồng. Thôi. Bỏ vô. Dạ. Ừ, có cái rô bự lắm. Con trai con giọng ngoài nha. Chuyện núp ở trong gặp mé. Ừ, cua nữa. Cua dữ ta. Kiếm kiếm cái lưới bỏ cua vô về. Cua trong trong cấp xe có. Kiếm mà có con đâu ừ rô nè đây là ăn rộ đèn xa coi rộ đèn chỗ khác đi ừ đó rồi đó đã không đã quá ơi trời ơi bỏ vô ngon lành ừ nhái chừng chừng luôn nhái hàng cốc bự vậy. Nước nó tháo cái xong nó tháo được tiếp lên luôn. Bên đây nè. Ở nè nè nè. Nè cầm quay chụp cái rô rồi đây. Nè anh chụp cái sấy anh đi anh chụp cho. Kìa ôi nó bự quá. Kìa anh cá lóc kìa. Rô. Cá lóc. Hơi đã quá à. Nó thấy không? Ai. Ngon lành. Còn cua nữa nè. Bắt con cua ra. Hồi lấy lưới đựng cua anh. Lưới đựng cua riêng. Bắt hết. Đây có con nữa này coi nè. Đó. Rồi, chụp. Từ. Cúm là đựng cho nó chạy 20 đầu. Đó, trời hay quá. Trời ơi, kiến. Đứng ngày ô kiến. Ơi, anh để đến cua vậy anh kẹp không? Để đó. Cua. Chụp nè. Quá trời cua luôn. Đâu? Đây là dứt. Rất hay lắm. Rồi cái rô. Thăm thử từng câu chứ. Ê. Trời ơi. Bự nước nhiều nó chụp được không?
Nước nhiều, nước nhiều lắm. Anh chụp tài sảy liền với anh cho. Anh chụp hay mà. Chụp hay lắm. Anh cho rồi chụp hay lắm. Cái gì mê chụp hay lắm. Hay quá. Có gì đâu. Đây. Ngồi vô. Đây có con hả? Nước nhiều anh chụp được không? Chụp. Từ từ. Chụp hai đầu, ngay đầu nó. Ôi. Chạy rồi. Chụp con này đi, đây có con nè. Đây. Đó. Chụp. Chạy nữa đi. Từ từ lần xuống. Đó. Có gì đâu. Con kia sải nó ổn quá. Từ từ, hồi lại không có nè. Nằm ở đây nè. Có một vòng đây chứ đâu. Đó, dứt. Đó rồi, hay quá. Ở đây còn con nữa cả. Con nè, nè, rồi con được bự nè. Trời ơi. Anh làm nguy hiểm quá. Nhìn thấy đó. Đó, đó rồi. Con. Đây tay. Tay. Nó. Hay quá. Ôi cá rồi quá trời luôn. Cái mê quá. Đường nhóc đây con nè. 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 Chạy đi. Con này chắc chụp sảy quá, chắc luôn á. Cá không? Ừ. Cá gì? Sảy nè. Hay quá ta. Tôi còn nữa không? Đây nè, cái lỗ bự nè. Cầm gió luôn. Sảy hả? Từ từ. Đừng có kéo thích lợi, mở đi, đâu có ra đâu sợ. Nói vậy đi. Cái lại đi. Đây nè, đang có gọn nè. Rồi dọn ngoài coi, có ngoài không? Đâu rồi, tiêu rồi. Nè, con bự, hai con luôn. Ủa, cái này lấy cái rổ. Ủa, đang con bự nè. Ủa, cái này lấy cái rổ đây, nơm. Đang con nữa nè. Cái này thôi, có cái rổ nơm. Nhẹ thôi, từ từ thôi. Trời ơi. Chụp. Trời ơi hay. Con này bự ghê luôn á. Bự dần luôn á. Rùa mề. Đó. Trời ơi đã. Trời ơi cái rùa mề. Nè. Trời ơi. Nhấp. Trời ơi hay. Hay thiệt chứ. Còn nữa không? Chị biết rủ này đi hôm nay bắt cá. Hai. Rủ anh hai phụng. Ừ, hồi ơi. Biết rủ hai phụng hôm nay được quá. Quá trời cá luôn. Bắt nay giờ khỏi đi thăm câu luôn. Quên luôn rồi. Rồi con vọng ngoài có không em? Nó đi. Đó, dứt. Đó rồi, hay quá. Đây còn con nữa cả. Con nè. Nè, bà con được bự nè. Trời ơi. Anh làm nguy hiểm quá. Nhìn thấy đó. Đó, đó rồi. Con. Đây tay. Tay. Nó. Hay quá. Ôi, cá rồi quá trời luôn. Cái mê quá. Đường nhóc đây con nè. 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 Chạy đi. Con này chắc chụp sảy quá, chắc luôn á. Cá không? Ừ. Cá gì? Sảy nè. Sao? Hay quá ta. Hay.
có còn nữa không. Nè nè, cái đuôi bự nè, cầm vỏ ra luôn. Chảy ra hả? Từ từ. Đừng có kéo, đừng kéo thích lợi, mở đi, đâu có ra đâu sợ. Nói vậy đi, cái lại đi. Nè, em có vọn nè. Rồi vọng ngoài coi, có ngoài không? Đâu rồi, tiêu rồi. Nè, một con bự, hai con luôn. Ủa, cái này lấy cái rổ. Ủa, đang con bự nè. Ủa, cái này lấy cái rổ đây, nơm. Đang con nữa nè. Cái này thôi, cái rổ nơm. Nhẹ thôi, từ từ thôi. Trời ơi. Chấp. Trời ơi hay. Ôi, con này bự ghê luôn á. Bự dần luôn á. Ru mề. Đó. Trời ơi đã. Trời ơi cái ru mề. Nè. Trời ơi. Giúp. Trời ơi hay. Hay thiệt chứ. Có còn nữa không? Rượu này xuống đây bắt cá. Hai. Rượu anh hai phụng. Ừ, trời ơi. Rượu hai phụng xuống đây được quá. Quá trời cá luôn. Bắt nay giờ khỏi khỏi về thăm câu luôn. Quên luôn rồi. Thôi. Đây con nè. Dứt. Chấp lén. Từ từ rồi. Nó chơi vậy từ từ rồi. Nó xảy uổng lắm. Nó. Trời hay. Bắt cái rô hay rồi chứ. Chính xác luôn. Ừ. Ui kiến lửa. Thôi cái rô nằm nè. Cái rô lên ruộng. Trời ơi. Con này nó hiền quá không giải. Hai chồng hết đi thăm câu rồi đó. Có về thăm câu quá. Thăm câu xong đi tính. Nó sao mà xảy được. Trời ơi. Khó xử lắm. Chụp luôn. Hai chồng giờ này đi thăm cả nhà. Nãy giờ bắt cái rô mê quên thăm luôn. Giờ đi thăm nè. Dính 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 dính. Ôi trời ơi. Cái trời bự lắm. Cái trời bự. Nè nè. Ôi trời bự. Cái trời bự. Ôi cái con này bự nè anh. Từ 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 từ. Ôi da. Ôi ơi. Con này bự. Con này bự cả nhà ơi. Nãy hai con nhỏ vậy con này bự rồi. Ôi ơi. Con này có con hổ mà anh. Con hổ đầu tiên dính á. Ừ. Mày nhỏ hơn. Nhỏ hơn. Ngon lành. Nãy giờ bắt cá rô mê quá mê luôn. Cá rô quá trời luôn, lên quá chừng luôn. Hồi đi bắt nữa anh. Nữa hả? Hồi đi thăm về rồi đi bắt nữa. Cá rô rồi rồi nhái nữa, quá trời luôn. Nó chừng cái ngạnh đó. Dạy dữ vậy. Này có cái kìm bé ngạnh đó anh. Dơ dơ lên ơi. Rồi đèn thích ra. Ừ. Ngon. Thích quá à. Mỗi lần đi cắm câu là thích lắm. Em thích lắm. Coi coi cái này có dính không? Dán lên. Dính kìa. Dính kìa anh. Dính dính dính. Ở cái trê nữa kìa. Dính dính nữa nè. Cái này nhỏ. Con này nhỏ. Có không? Từ 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 từ. Từ từ. Nó vướng vướng gì rồi. Từ từ. Này con này nhỏ. Nhỏ. Cả con mới nãy á. Con đầu tiên nãy. Được rồi, được rồi. Có là được rồi. Có là được rồi, ngon rồi.
được 4 con rồi với bộ. Không anh? 4 con cá trê. Cá rô khỏi nói. Cá rô. Cá rô vừa số kể, hồi đi bắt nữa. Hồi thăm xong câu em anh đi bắt nữa ha. Trời hết đèn thôi. Rồi thấy nhái cũng mê, nó nhái cậu con nào nó bự bự không à. Vợ chồng mình mua mình vừa mới thăm xong được 1 2 4 con cá trê. Ba con nhỏ có con bự à. Còn mới cá rô này nãy hai chồng đi đi bắt nè. Bắt mê luôn rồi. Bắt mấy cua ra điện kẹp mấy nhái chết trơn rồi. Kẹp mấy nhái chết trơn anh. Mấy nhái tiêu hết rồi. Kẹp hết trơn à. Xong cái cua đồng này bắt chụm chục con à. Về cái xay nấu canh canh rau á. Ừ, ngon lắm. Ừ. Rồi không. Rồi ông ít kìa anh. Nhái nó ăn no, nó ra nó ăn no. Sống không vậy? Còn. Thôi vui. Này chết nè. Rồi quá trời cá rô luôn. Ơi, bắt rô mê luôn rồi. Rô bắt mê luôn. Bữa nay trúng mánh rồi. Dạ không? Có con trê bự rồi, còn nhiều cái trê nhỏ, ba cái trê nhỏ. Nãy giờ thấy nhiều lắm mà mình không quay luôn. Thấy cũng 5-6 con à, 5-6 cây á. Thấy là cá bự không? Ừ, thấy bự luôn à. Nãy bắt một dòng ở đây nè. Đó, dòng ở đó đó. Mình đang coi đèn á. Quá trời cá rô, cá rô lên ruộng. Qua đây chắc mua nhiều lắm rồi, ngập ruộng luôn. Đất nữa anh. Đất nữa hả? Đất đèn thôi, để dành đèn. Đi vòng vòng ngoài thử có con nào nữa không? Có. Đi. Còn nhiều lắm. Phi cả nhà. Ờ, nó phi chữ quá luôn. Ừ. Cảm ơn đất nha. Đất đi. Còn chặt á. Từ từ. Hay quá. Ủa, ngon lành đâu. Ngon lành. Ủa sao cá đâu mà nó còn dưỡng dưới họ ta. Ơi. Nó nói là kìa. Từ từ. Còn hơn. Vẫn còn hơn. Rồ. Cái rồ. Cá này được. Nó. Rồi, hay quá. Cá này giờ hết. Nè. Gì đâu, đúng không? Vô. Rồi. Cua cá nha. Cua nó giờ được nồi canh rồi đó. May hả bưởi. Mở giùm tôi lưới em. Vô. Rồi, bắt luôn. Cá rô ngon lành. Ờ, rô không. Vô mánh. Ôi, căng. Căng gì ta? Cái này tăng gắm quá. Bơi lại đây. Ở đây trước đi.
Rồi quay con này anh bắt ơi, bắt ra ơi. Con trăng. Con trăng. Để đi. Lấy gì đựng ta? Lấy gì đựng? Ghê vậy anh? Cua bỏ làm sao? Thấy con trăng không? Trăng. Ôi sao có trăng con ghê vậy? Từ anh để đầu nó chụp, anh chụp nó. Rồi sao ta? Lấy gì đựng? Bắt gì nuôi? Ghê quá nuôi vậy. Trời ơi trăng không có nuôi nữa. Trăng con mà. Trăng con mà anh. Trăng là trăng gắm mà vậy á. Ghê quá à. Anh chụp đầu nó hả? Lấy gì đựng? Đổ cua ra. Cua lên đổ đây hả? Anh đổ đó đi hồi vô kia lấy bịch đựng. Ừ. Đổ đi. Mắc răng đựng chi. Anh xử lý, em được xử lý. Đó, nè. Thấy không? Ừ, răng. Ở cái ghê quá vậy. Răng gắm. Thôi. Ghê quá vậy anh. Vậy nuôi vậy nó cứ cột qua đi. Cột bút giống y như cột rắn vậy. Tự nhiên thấy con trăng. Ủa gì vậy là có trăng mẹ không? Có thằng con á. Có cái thằng con có thằng mẹ này trăng gắm hay sao vậy? Trăng mẹ rồi. Không lẽ nó sắp. Không lẽ ai nuôi sảy chuồng đi hả? Ghê quá à. Thấy sợ quá. Ôi. À, đây cái rô đâu? Cái rô nó bơi làm cái mưa này nắng quá trời luôn. Cái rô nó chạy. Cầm hai qua đi. Thôi cột lại, có gì đâu, phải có lóc rồi rồi. Đi. Rồi, con tưởng con trăng đây. Đi đèn ai sắp hết pin rồi. Con gì đây? Con trung. Ừ, con trung rồi. Ê, nãy em cũng thấy con. Đèn sắp hết pin em ơi. Tắt không thấy đường. Uổng quá. Đang bắt mê rồi hết pin rồi. Bơi mương ở đâu? Cua nè em. Hả? Ai biết đâu xuống vụ bắt cua cá, bắt cua, bắt rắn này đâu. Xuống cắm cầu rồi chứ. Đó. Mang đi nổ luôn, cái sợ sẹo dai. Nặng quá. Đang về gặm cá rô bắt nữa. Ghiền hết rồi. Đó. Cá rô hay quá ta. Hay. Hay. Chụp hay. Hả? Con gì? Con cua. Hả? Đi, về. Tối đèn hết pin rồi, sợ lắc đi rút câu cũng được. Hai con nữa chụp. Chụp con nhỏ trước đi, con nhỏ này chuẩn bị nó phóng rồi đó. May hay quá trời. Rồi bỏ vô đi, bỏ vô có mình xử con bự đó. Đã quá à. Dứt. May hồi hồi hay. Cái rô thầy luôn đó ơi. Ừ, trùm cá rô. Cá rô. Hả? Nữa hả? Đâu? Rô em bé. Chụp luôn. Đâu thằng con nào đâu. Mày. Chụp dính, chụp dính luôn. Chụp là dính mà. Rô nào chạy. Bên đây ruộng cá rô, bên đây cá rô nhiều quá ta. Rô nữa hả? Đâu? Đây, chụp.
Kẹp bên cua kẹp hả? Kẹp đau ghê luôn ạ. Mình chạy nắng vô. Vô. Sang bắt luôn. Ở cái đồ bự nữa. Từ từ nó chạy á. Ừ. May. Hay quá. Ừ, cá từng dần luôn. Mập lúc. Lúc. Mập rè lúc đó nữa. Trời ơi. Đây cái đồ nhiều dữ ta. Đây nè, nè, nữa nè. Chụp. Trời ơi, đồ bự. Nó nằm dưới hương á. Chụp. Nhưng mà chị cũng dẫn bắt chân cái chuyện nó bỏ. Trời ơi, xịt, sách xịt, xịt luôn. Ông với ông sách xịt, ông xịt luôn, còn gì cá. Sao ông để cho mình bắt ra. Ở trong gì ăn lương. Sao? Lương thôi, bỏ. Lương khó bắt lắm. Rồi bắt con cua ra kìa. Rồi nãy giờ cá nè, mập bánh, em bánh hết luôn đây. Đây nữa. Kẹp cá chết hết. Anh nó cho đẹp ơi. Nó trời ơi, đẹp con cá chết hết, con cua hết đi. Rồi cái rô quá trời. Hai chồng nãy giờ mới đi bắt nữa, xong về xong cái ham quá đi bắt nữa. Quá trời cá luôn. Rồi thấy mê quá. Thấy thấy cái đèn mà còn điện là đi bắt nữa rồi. Ừ, đèn hết pin hết pin rồi. Để họ đi thăm. Mới cái rô. Nó còn cá phi gì nữa. Cái rô bọn, cá phi chắc chết rồi. Cái rô bự bự không hả? Úi da. Chết hoài luôn á. Rồi này trúng mánh rồi. Rô, này trúng cá rô nhưng mà trúng cá trê. Rồi trúng cá trê, này trúng cá rô. Còn cua không mánh? Còn đó. Đâu? Nè. Đây nè. Chết mấy cá uổng. Ồ, như đây là nó bên rau là ngọt ngay rồi. Nó là bên rau là thầy. Rồi hết rồi đó. Hết rồi. Hết rồi. Thì ông nội nữa nè. Thì ông nội thấy ghê quá. Ông mà chắc cái tâm nghe trăng trăng gấm à cả nhà, phải không cả nhà? Đó. Làm gì anh nuôi hả? Làm gì nuôi thử coi sao. Nuôi nó mốc lớn rồi. Phải trăng không? Phải trăng gấm mà con gì không biết đâu, trăng gấm quá. Nhìn giống thì giống con trăng này mà sao thấy ghê quá vậy trời. Vậy là nó có trăng mẹ rồi. Con mày có ngón tay à. Có ngón tay cái nữa nè. Rồi chút xíu nữa hai chồng cuốn câu về về tiếp. Hai chồng giờ đi rút câu về. Khuya rồi. Các rút có quay cả nhà xem. Dính đi cả nhà. Mới thấy nó giật đầu à. Được rồi. Cá trê rồi sảy. Ít cái lóc. Cái lóc. Cầm câu lên coi. Nè. Rồi được con cá lóc. Rồi bỏ. Dạ, 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 kiến vàng. Chỗ này bên này kiến vàng cái anh à. Hả? Ừ. Chỗ này kiến vàng cái anh. Ừ, chỗ này kiến vàng cái anh à. Ừ, nhém sợi. Thôi, dở anh kịp. Rồi, bỏ vô luôn. Mày, ê. Trời ơi. Trời, dính nhỏ, tội nghiệp nhỏ. Rồi. Đụng nhỏ. Rồi. Anh xe đi. Cái nữa, cà rô. Nó tê chứ. Cá rô. Con cá rô. Bỏ vô bao đi. Lại cho cái cầu tính. Cá rô nữa. Rô bự với bầu nhỏ đâu. Nè.
cà mai luôn đi, tự gỡ luôn đi. Trời, dính con cái mép rồi. Mất xíu hả? Ừ. Lấy bao đó bắt ngon cái lóc ngon rồi nó đi. Cái này cá rô không vậy? Không biết, cái này cá rô nhiều quá. Ủa, nó ăn lúc cái lưỡi luôn. Cá lóc ra luôn. Hên thì tự nay được con cá lóc. Đó, ngon lành. Cái rô nữa. Rô nay với cái rô nhiều quá ta. Nó rô đang kịnh luôn. Cái rô này nè. Những cái trê cả nhà. Cái trê. Dạ, nhậu luôn ạ. Đó. Trê đã không? Nó là cầm đi. Không được, em gọi em bắt không được đâu. Ghê nhạnh quá. Trời. Cái rô nữa. Cũng còn cả cỡ đó. Cái này không có con mề nữa hả? Ừ, không có rô mề, cái rô trong trọng rồi, hôm nay sao không có rô mề. Không đâu hơn được con rô mề khủng. Vợ chồng mình vừa mới thăm câu xong, rút rồi giờ rút về hết luôn rồi. Vậy chồng tổng kết về. Đây mớ cua, cua đồng. Cua đồng. Con răng. Đây cá rô, cá trê được 5 con cá trê với con cá lóc. Với mớ cá rô. Cá rô bắt hơi nhiều. Bữa nay bộ thu cá rô cả nhà. Được 4 ký cá. Cá rô nhiều. Cua nữa nè. Cua bò ra ăn. Trăng. Rồi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Hẹn cả nhà clip sau.